Nhận định bóng đá Sài Gòn FC với Hà Nội FC lúc 19 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2019. Lượt trận muộn nhất tại vòng 17 giải vô địch quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2019. Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi đội chủ nhà rất muốn tạo nên bất ngờ, trong khi đội khách lại đang bám đuổi top 1 gắt gao. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Sài Gòn FC vừa có trận hòa 2-2 ngay trên sân của một đội bóng mạnh là Sông Lam Nghệ An. Mặc dù vậy, kết quả này cũng chẳng nói lên nhiều điều khi thời điểm hiện tại, đội bóng của miền Nam vẫn đang chơi rất tệ. Đã 6 vòng đấu gần đây nhất, đội chủ nhà không thể chiến thắng, mà còn phải đón nhận đến 3 thất bại. Phong độ của họ lúc này là vô cùng kém cỏi. Trên bảng xếp hạng V-League hiện tại, Sài Gòn FC đứng ở vị trí thứ 7 sau 5 chiến thắng, 5 trận hòa và 6 trận thua. Sau 16 vòng đấu, đội chủ nhà đang có 20 điểm. Việc được đấu trên sân nhà ở trận này là một lợi thế. Tuy nhiên đối thủ của họ chính là đương kim vô địch Hà Nội. Đội chủ nhà chắc chắn cũng không dễ giành điểm trong trận đấu này. Hà Nội FC vừa trải qua hai trận đấu rất đáng thất vọng khi liên tiếp bị hai đội bóng cuối bảng là Sana Khánh Hòa và Hoàng Anh Gia Lai cầm hòa. Hiện tại, đội bóng thủ đô có 8 chiến thắng, 6 trận hòa và 2 trận thua sau 16 vòng đấu. Nhà đương kim vô địch đã mất ngôi đầu bảng vào tay thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng của Bầu Hiền đang có 30 điểm, kém đội đầu bảng 3 điểm, khoảng cách đúng bằng một trận thắng. Với quyết tâm đòi lại ngôi đầu, chắc chắn dù phải làm khách thì ở trận này Hà Nội cũng sẽ đá với quyết tâm rất cao. Chiến thắng của Hà Nội là hoàn toàn có cơ sở khi đội bóng của thủ đô vượt trội đối thủ về lịch sử đối đầu. 10 trận gặp nhau gần nhất, Hà Nội FC thắng 4, Sài Gòn FC chỉ thắng 1 và 5 trận có tỷ số hòa. Chưa kể với đội hình gồm nhiều tuyển thủ quốc gia và các ngoại binh đẳng cấp như Văn Hậu, Duy Mạnh, Quang Hải, Samson, Oma, họ có sức mạnh vượt trội so với đội chủ nhà. Bởi vậy, theo các chuyên gia nhận định, ở trận này nhiều khả năng đội khách sẽ có chiến thắng nhưng chỉ với cách biệt tối thiểu.